Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang ở Montana, đi thăm gia đình của chồng mình. Montana là một miền vùng núi, phong cảnh rất là đẹp. Cho bạn coi chung quanh nha, hoa đẹp quá chừng. Bây giờ mình đi chậm á, cho bạn xem. Đây, hoa đây ha. Mùa này mùa hoa. Đi. Hello, Phương Vũ. Hello, hai luôn. Hôm qua đi một ngày, một gần như là một ngày đường máy bay luôn, đổi 3 chuyến luôn bạn. Trời mưa gió đó, cái máy bay nó chậm á, cái đổi tới đổi lui. Giờ mình đi đi vô cái nhà hàng xóm cho bạn coi ha. Ở đây á là vùng núi của Mỹ. Có đồi có núi ha, để mình xây qua đây cho bạn coi đồi núi nha. Đó, thấy không, thấy thấy đồi núi không? Chào quanh vi tổng hợp cho bạn coi mấy cái nhà của Mỹ nha. Đây, đây ha. Dạ, chào đạo Việt. Cái này ở đó là gia đình của ba má chồng mình ở đây. Hay Washington Kim Minh. Thì ở đây là rất yên tĩnh. Có khi có mà sáng nay mình đi kiếm con nai thì khi có thấy con nai đó mà mình không thấy con nai. Mình xuống tưởng mình coi cái đồi. Đây là toàn đồi núi không á. Đi vô vô lệ lệ xa xa. Giờ quay lại cho bạn coi. Nhà ở đây á, hi Franco, hai quanh tổng hợp á, chào Hoàng Trường, chào Mai Vũ. Cái này ở đây là tỉnh núi non, có khi là có sống qua nghề du khách, có khi người ta cũng nuôi ngựa nuôi bò. Chút mình đi coi, mình đi xuống nhà anh chồng mình coi. Coi chỗ người ta nông trại nuôi bò đó bạn. Nhà ở đây thì rẻ hơn nhà ở ở New York hay Miami nhiều. Đi xích vô lề tại sợ xe nó không thấy á. Nó nhậu mình phải không? Nè anh bạn thấy cái đồi núi không? Cái nhà ta có trên đồi á. Mình chậm nha, cho các bạn coi. Nha, mình chậm chậm mình đi. Đó, các bạn thấy đồi núi không? Chào Anthony Sun. Chào Đạo Việt. Chào em Cao. Chào Hoàng Trường. Mình mới tới hồi tối hôm qua. Để mình đi băng qua đường đây, mình chào bạn coi ở nhà ha.
Chào Chí Phi Phèo nha. Đây là những dùng mà rất ít người Việt Nam á. Mà hồi mình ở đây thì có một tiệm nail Việt Nam thôi. Mà bữa lần trước mình đi nói chuyện với ổng, cái mấy ổng nói là họ nói là ở đây lạnh quá, từ từ họ cũng đi thôi. Nên xuống mình cho mấy bà con họ cất nhà trên đồi sao nha. Để mình đi qua đường nha. Đó. Đây, bạn thấy không? Cái nhà ở trên đồi ha. Nhà tuốt trên đồi luôn. Chào anh Phạm ha. Đây. Đi em chậm đi, mình đi em chậm cho bạn coi mấy nhà nha. Chào chị Đạo Việt. Không, họ cất nhà trên trên núi vậy đó. Để băng qua đường nha. Băng qua đường. Bạn coi rõ hơn. Chào Đức Ly. Chào Đạo Việt. Các bạn thấy không? Họ họ có ở đây họ thích, ở đây họ thích vậy đó. Họ cất nhà tuốt ở trên trên núi, một đây là một căn nhà đất rộng ha. Đó, một căn nhà, một đây là một căn nhà, thấy không? Trên đồi. Cất nhà trên đồi vậy đó. Chào Móp, chị Móp TV nha, Cảnh Yên Bình. Chào Cảnh Yên Bình. Chị Móp bữa trước kia Móp mặc áo xanh, cái áo màu xanh mà đi quay khách sạn, đẹp quá chừng chị Móp. Cái này là cảnh chung quanh. Đây là cảnh chung quanh nhà của chị chồng của mình. Bây giờ okay, cái nhà này cũng để mình để gần cho bạn coi ha. Cái nhà này không ở trên đồi nè. Thấy không? Ở thấy nhà ở trên đồi không? Xe qua đây cảnh đồi núi bên này. Đó. Ở cái này á, mùa đây là bây giờ mùa hè ha. Mùa hè đó là cây cỏ xanh này không? Chào Văn nha, cái này giống chỗ Văn ở không Văn? Cái này chị chồng, gia đình chồng chị là ở North Dakota, ở Montana. Cái này là Montana đó hả? Thấy cái nhà thấy có trên đồi vậy không? Thấy không? Thấy cái này nè, có trên đồi đẹp lắm nè, thấy căn này không? Là cây cối này kia hết. Đó, cái nhà này, nó ở trong cái đồi vậy sao ha? Đồi sao hôm qua đó cái trên đường đi đi đó mà có bão với mưa đó, cái máy bay bị trễ đó. Mình quay cho các bạn những cảnh ở trong phi trường để cho các bạn ở Việt Nam mà chưa có đi máy bay lần nào đó các bạn thấy, thì lát mình rảnh đó cái mình ghép video cho bạn coi. Cái còn cái nhà này nữa ha, thì đây mình chỉ bạn nhà nó có cái đồi cao kia, đây là mình xây lại cho bạn coi nè. Cái nhà đồi cao không thấy ha. Đó, cảnh nó như vậy.
Rồi, chào bạn Đào Việt, chào Vi Trúc ha. Chào anh Phạm. Chào Chí Phi Phèo. Có cái này, ở đây đó chờ em. Bây giờ hơi vắng người tại vì đây bên này đó là mới có mới có cái là gì? Mới có 9 bên này 9 giờ sáng. Thì là người ta ở trong nhà để người ta ăn sáng hoặc là người ta đi làm. Ít có người ra lắm. Đến chiều tối chiều tây làm về á thì người ta mới 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 đi ra. Để mình chơi dắt cho coi cái này nha, cho em coi mấy nhà nha. À, cái này là cái này mấy cái cây trái trái apple mà nó còn non nè. Không, cái này vườn. Thì cứ 5 năm một lần đó, cái gia đình của anh xã chị á, chào Văn, gia đình của anh xã chị, tất cả bà dòng họ, bà con chú bác á, thì hẹn nhau ở một chỗ cái đồi núi với có hồ, rồi ở 2 ngày để mà người trẻ sẽ biết, người già biết người trẻ đó. Thì trước chiều nay á, là mình đi xuống tới đó thì mình sẽ cái này cái trái trái táo đó em. Chào cuộc sống mỹ mãn Vũ nha. Thì lát chừng 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 3 tiếng đồng hồ nữa thì mình sẽ đi tới chỗ đó để tham dự vào của buổi họp gia đình, tổng gia đình đó. Cứ 5 năm họ tổ chức một lần, tất cả ông nội, ông cố nội, cháu cháu rồi đó thì cùng nhau tới hết. Đó, chào. Đó. À, biết cái ly mà cũng zoom được ha, mình biết rồi, mai mốt mình zoom lại ha. Em mình cho bạn coi nhà này mình zoom nha. Đó, cái nhà này coi xây nó quay vậy. Đó, zoom cái nhà cho bạn coi nha. Giờ mình mới khám phá là mình livestream mà mình zoom được đó, cái nhà này bạn thấy không? Tuốt trên núi ha. Zoom gần cho bạn coi ha. Rồi có cái nhà này nữa ha, mà zoom qua đây ha, xoay qua đây căn nhà bên này ha. Đấy, đó. Cái zoom cho bạn coi nha. Chào Tô Hô nha. Hello, how are you? Cô Việt, người Việt Nam hả? Ờ, Việt Nam á. Nè, trời ơi, dạ. Có gặp được chị Việt Nam nè. Nghe nói tiếng Việt. Dạ, tại em làm livestream YouTube chị. Vô, em vô nói chuyện chơi được không chị? Nên, mấy anh chị bây giờ mừng quá nào, có gặp người Việt Nam mình nè. Để là đánh vòng vòng vô coi nè. Chị Đường tưới tưới bông nè. Chị em tên là Ánh, chị tên là gì sao? Kim Anh ở đây lâu chưa? Em mới mua nhà đây chừng 2 năm thôi. Má cho chị chồng chở bên này. Đây là cấp 2 căn đây nè. Vậy hả? Ở lâu rồi. Ở lâu chị 2-3 năm chị thôi. 2-3 năm chị về đi chơi hoài, chị ở Miami. Có cái cửa vô không chị? Vô cái khúc này nè. Để. Trời, mấy
Mấy anh chị em ơi, mình gặp được người Việt Nam ở đây nè. Coi. Để mình vô mình thăm chị nha, gặp chị nha. Đây kia có mấy người bạn. Chị Mai Vũ ơi, chị Mai Vũ. Để mình vô mình gặp bạn Việt Nam nè. Không sao, không sao. Em cũng vậy, không sao đâu, sao chị? Sao chị đi? Đây. Không sao đâu chị. Để kia. Nè mấy anh chị em ơi nè, cái này bạn người Việt Nam nhau nè. Em tên Ngọc Ánh. Em tên Kim Anh. Nè vui đó. Nên họ nói chuyện nè chị. Họ nói vui quá gặp đồng hương rồi. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Nè mấy anh chị em mới nhớ chào chị đó. Dạ. Yeah. Không có thấy đường, không có đeo mắt kiến. Sáng nào cũng vậy, đi tứ mấy cái rau này nè. Trời vườn bông. Vô coi vườn bông của chị nha. Sáng sớm em tứ cây xong rồi lát nữa mới đi làm. Xuống step á. À, cái chân chị, cái đầu gối nó, chị lớn tuổi cái đầu gối nó hơi yếu một chút thôi. À, chị trồng bông nhiều quá ha. Thích á. Còn mấy cái bông, mấy cái đồ lát nữa có ăn mua du cái này không? Trời ơi nhiều. Trời ơi nè, vô coi gì bông chị trồng nè. Sáng sớm ra phải tứ mấy cái rau cái cải. Em ở Florida nó nóng quá không trồng được gì hết, trồng gì nó héo queo hết trơn à. Quên tưới nước một ngày á nha. Ở đây là... thì sáng sớm làm tưới. Nè rau nè, chỉ trồng rau nhiều hơn bà con coi nè. Nè mấy anh chị em coi nè, rau nè. Trời ơi rau. Nè. Đây là cây măng nè, cây men thấy không? Dạ cây rau sống. Cái này là lá gai ăn không chị? Dạ. Nó chị trồng một cải cúc nữa. Cái này. Wow. Ớt nó mới lên nè. Trời ơi coi cà chua. Cà chua của chị nè. Tầm lâm hết. Nó có bông thôi, nó chưa có lên. Nó lên chút cà chua quá trời quá đó hả. Để coi mấy chị em nói gì con nhỏ. Vườn rau nhiều mà nè, rau sạch đó chị á. Ở nhà chồng ăn đó. Ờ, chị ơi, hồi trước chị ở đâu? Ở đây luôn, em ở đây mấy chục năm rồi. Ủa, chị bên Mỹ, chị bên Việt Nam qua ở đây luôn hả? Dạ, ở bên này 28 năm rồi. Ờ, Ngọc Ánh là 30 năm. Ờ. Mà ở trước Florida mà cứ 2-3 năm mà về thăm rồi em mới mua cái nhà thôi, lúc trước em ở cái đường tour đó, Now for Tour đó. Xong rồi bây giờ nó mở cái quán bar lên đó. Em thấy busy quá, có mấy đứa con nữa. Ngủ hết rồi, chứ có vậy. Trời ơi, nhà chị đẹp quá ha. Cảm ơn chị. Ủa, đẹp quá nè. Ồ, chị ở đây mấy cái em đâu có biết đâu. Ờ, chị chồng của chị ở đây. Ổng không phải người Việt Nam, ổng người Pháp. Rồi ổng lai người Pháp nhưng mà ổng lai ổng sanh đẻ thì ổng ở Madagascar. Rồi xong rồi gia đình ba của ổng đó thì đi lính Pháp á, nên ổng qua Pháp ở, xong rồi ổng qua đây ổng thăm chú ổng rồi ổng gặp em. Ờ nó hơi sao chị thở mệt. Tại vì dốc quá em, nãy giờ dắt đây quay mấy xung quanh cho em đi dốc quá. Xuống dốc. Đi dốc xuống dốc rồi nên chị thở. Rồi ổng qua đây, ổng ở đây luôn, tới đây ở luôn. Ổng qua đây rồi ổng chơi, ổng thăm chú à. Ổng xong gặp em rồi mới bảo lãnh ổng qua đây. Chú em gặp ở đây ở Montana. Dạ chú ổng có mở tiệm ăn tàu. À hay quá ha. Dạ xong rồi gặp ổng ở ổng đến giờ luôn. 28 năm rồi. Nhỏ con gái con chắc lớn rồi phải không? Nhỏ gái 27 tuổi, thằng trai 21 tuổi. Mấy tuổi nó làm cho em hết. Em mở cái nhà hàng Việt Nam Real đó. Không biết lắm. Nên anh chị em chỉ có nhà hàng Việt Nam là vậy là mình chắc ăn rồi, mình xuống đây mình có đồ ăn Việt Nam rồi. ở nhà mà chị chồng chỉ cho ăn thịt con gấu vậy với lại con éc á, con gì kia là con nai rừng. Oh, ở đây nai quá trời rồi. Ừ họ đi săn á. Giờ cái họ làm thịt, họ làm hamburger đủ thứ. Lát em 11 giờ rưỡi mở cửa xuống nhà ăn phở. Ở đâu thao á? Nó lát vô cho mình điện thoại này, chỉ mình cho chị lại rồi cái xuống Florida chơi. Nè bạn mấy bạn ơi, có bà con mừng quá. Chào Hồng Phúc, chào Hăng Lục ha. Ở này có duyên đó chị, bây giờ là xuống đây. Xuống đây là có bạn rồi ha. Nó chỉ phi phèo ha. À, có số có duyên mấy không?
mà chỉ là chồng Pháp mà đi tới đây luôn mà chỉ có nhà hàng nha, chị giỏi lắm á. Cảm ơn. Chị giỏi lắm á. Qua đây làm cực khổ biết bao nhiêu mới xây dựng lên được chứ. Gần 30 năm rồi cũng như mình xong rồi. Dạ. Mấy năm đầu thì mình cực lắm đúng không chị? Dạ, em mở nhà hàng nay được 10 năm rồi. Mà chị biết nấu ăn ha. Dạ. Trời xong ơi. Rồi dạy là ông xã. Hả? Biết nấu ăn xong rồi dạy là ông. Ông đâu biết nấu đâu, ông người Pháp này. Ông xã em người Mỹ. Nó biết nấu hamburger thôi, biết nướng hamburger thôi, vậy là cái gì cũng là bỏ lên cái nướng, bỏ lên nướng barbecue thôi. Nãy em ra đem nói, ủa ai nói tiếng Việt Nam vậy ta? Cái em lắng nghe em lỡ lần đó em nghe chị nói tiếng Việt Nam. Nhưng mà chị đang bận ở trong này đó, em không dám hỏi. Nhưng mà lát nó nói, ủa chị người Việt Nam hả? Ấy mình quay chị cái xong mình tắt máy rồi dạ. Rồi mình đi vào nói chuyện riêng chơi ha, đi dạ. Mình cho mấy anh chị coi cái nhà nè, nhà của chị nè, đẹp không bạn? Giờ chị mới mua cái này hai phải xây lại vậy chứ, xây lại mới thấy chị thấy nhà đó. Dạ, 2 năm ha. Chưa tới 2 năm đâu. Vậy là mai mốt chị xuống Florida chơi, ở em ở gần biển. Trời cái này cây gì hả, cây bí hả chị? Trái bí Mỹ đó. Trái bí mà vàng vàng đó nè. Coi chị trồng cái bí Mỹ nè, xanh ghê không? Hôm qua em hái hết một mớ rồi đó. Đó. Hái hết một mớ rồi. Có nuôi mấy con vịt nữa. Nè, mấy anh cho chỉ còn nuôi vịt nữa. Lê Thủy ơi, cái này là mình bữa nay mình đi. Nè, vậy là mai mốt mình xuống đây mình chơi có người Việt Nam rồi mà chỉ còn mời mình lát trưa đi ăn nữa, đi ăn tiệm ở nhà hàng chị nữa. Lát ghé vô ăn phở. Đây. Mấy con vịt nè. Nè, mấy em thấy có mấy con vịt không? Vịt nè. Nè. Để coi, sao chụp thấy tụi vịt ha. Nè, thấy. Nè, tụi vịt nè, đó, nó sợ nó ra trong đây nè. Mập quá chị. Đừng mình không có mở ha. Nó bay luôn không? Không, nó nào đi chơi thôi. Hay quá. Đây cái nhà của chị đây các bạn. Bên ở đằng sau bên đây thằng bông nữa chị. Đi vòng chân, anh đi vòng. Ok. Đó, giờ mình theo mấy con vịt nha. Mình theo mấy con vịt đi vòng vòng chơi nha. Đó, giờ xem mấy con vịt chơi nè. Chị trồng đủ thứ cây là chị mới mua có 2 năm mà giờ chị trồng nhiều cây lắm nè. Mấy cây này mai mốt nó lớn lên là cây trồng này, cây pear nè, cây táo nè, thấy không, cái pear nè. Trời ơi hay quá. Còn cây này là cây đó, bạn thấy cái núi rừng không? Đó, rộng rãi mát mẻ thoáng ha. Ở đây sướng lắm bạn, mà chỉ có tội là chỉ có tội là mùa đông thì nó lạnh, mà nó cũng lạnh, mà nó lạnh, nó không lạnh lắm đâu. Cho chỉ trồng nè. Cây này cái gì? Cây này là cây apple nè. Thấy không? Nè mấy con vịt nè. Đó. Đó, chỉ trồng bông nè. Đẹp không? Chào chị Móp TV nha. Đi vòng vòng cho em xem cảnh ha. Nè. Đó, chỉ trồng bông nè. Không? Để ăn sao nhà chị nè ha. Rồi chỉ trồng cây nhiều lắm nè. Coi cây này cây gì? Cây này là chỉ trồng cây cherry nè bạn. Belton cherry nè, thấy không?
Một lát á, mình tắt máy mình quay lại video cho bạn coi nha. Đó. Trời ơi, mừng quá bạn ơi. Bây giờ mình tắt máy mình tâm sự chỉ một chút nha. Rồi cái ăn. Cây cảnh đẹp không? Thấy đây ham ha. Đó, chỉ trồng đủ thứ cây đẹp không? Mà chỉ còn nuôi vịt nữa các bạn thấy không? Hay không? Đó, ở đời sống Mỹ bạn thấy không? Vui không? Yên lành không? Đó. Rồi chào. À, mấy anh chị em ơi, cái mình mới mở cái kênh để mình để địa ốc không á. Thì khi nào bạn thấy mình vô mình chào mấy bạn á bằng mấy cái tên, thì cái tên đó là Your Real Estate USA. Là mình để cách là chỉ cách đầu tư các động sản, cách làm môi giới bất động sản. Thì có bạn bạn ủng hộ nha. Mình thì hôm vô mình vô livestream mình sẽ để cái tên đó. Bạn coi đó, cảnh nè. Thấy không? Để mình làm mà cho nó zoom lên nha. Zoom cho bạn coi nha. Bây giờ mới bây giờ mình chào các bạn nha. Mình vô nói chuyện chỉ chút ha, rồi mình quay cho bạn coi. Bye bye. Chào Đức Vũ, chào các bạn nha. Nhớ cho mình mấy cái like đi các bạn trước khi mình đi đó. Cho mình mấy cái like đi bạn. Cho chị mấy cái like đi. Đó, chỉ trồng cây nhiều không? Rồi, cho chị xem mấy cái like em được cái thằng lắc cái chị tắt mấy cái chị quay video ha cho bạn coi ha. Ok. Rồi, cho chị một cái like đi Đức Lê. Đó, cảnh em ở thấy đẹp không? Cảnh núi rừng đẹp không? Ok. Bye bye. Bye bye everybody. Bye bye. Bye chị Móp nha. Bye.